200 quả. Vâng, đây giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn, đây là cây hồng, hồng gọi là hồng gì anh? Hồng anh Cường? Hải hồng Hải Hậu à? Tức là quả nó màu đỏ đỏ đấy gì anh? Đúng rồi, quả Tết. Đây giới thiệu mạnh là cây này năm nay anh để tầm khoảng 200 quả. À, tức là em nhìn vào hoa và quả nó đây thì em biết này. Đây gì anh? Đây là nó sẽ là đây. Đó, nó cứ mỗi cái này một quả. Mỗi cái này là mầm quả đây thì anh. Quả nó ra đấy, nó ra đấy. Em. Ui giời ơi. Tức là nó sao nó lại ra sớm từ bây giờ anh? Thế đúng mà rồi. Thế mà đến tận Tết nó mới đến Tết, quả đến tận Tết luôn. Ui giời. Lâu nhỉ? Như thế này nó phải 2 tháng nữa mới đậu quả em. Nó đang ra hoa thôi. Hồng hồng đỏ Hải Hậu anh. Hồng đỏ Hải Hậu đấy. Cái này không Hải Hậu. Tuyệt vời ạ. Vâng. Thế mà nó đã ra quả từ bây giờ rồi thôi, nhỉ? Năm ngoái anh để bởi vì này. Năm ngoái là anh cắt anh chiết cành. Vâng. Em hiểu không? Đây là cuống quả này. Anh để 450 quả thôi. Nhưng năm nay anh sẽ để 200 quả để anh chơi Tết. Đấy. Năm nay anh sẽ để nhiều để anh chơi Tết. Vâng. Cây này thì nó cao chỉ có 2 mét thôi em. Đấy, tán rộng này. Này nó thoát thân khoảng bao nhiêu anh? Đây. Tán rộng nó được 2m4. Vâng. Thoát thân này. Thoát thân cái này 12, 3, 4, 5, 6, 7, 70. Thoát thân 70. Cây này cây nó cốt trậu lâu năm. Vâng. Vanh của nó được có 24. Cái này giao lưu cho khách bao nhiêu tiền cái này anh Cường? Thật ra cây này là 18 triệu anh. Vâng. 18 triệu. Đây cũng gặp. Vâng. Đây cũng hồng đấy à anh? Cây này ấy nhỉ, cây này kiểu kiểu thân nó to đó mà nó mạnh. Đây mới là cây đẹp em, trải qua năm nay. Nó mạnh nên là phát triển ác. Cây này thì anh không biết Hải Hậu hay không, năm nay mới bói này. Vâng. Em nhìn hoa nó kín đặc này. Dày vâng. Đặc. Rồi em nhìn thấy rồi. Đấy. Đấy. Thân 60 em. Thân 60. Này nó thoát được mét nhưng mà được mét anh nhỉ? Không được em. 70. Đây 80. Đấy. Thoát 80. Thoát nếu 80. Thoát đâu này thì được mét. Vâng. Đấy. Đúng mét. Cái này bao nhiêu tiền anh Cường ạ? Cái này anh chưa giao lưu em. À. Cứ anh để xem quả thế nào, nó thực tế thế nào. Em vâng anh. Mình tính xong. À. Cây kia thì quả nó đã thuần rồi. Năm vâng. Nào nó 200 quả thì cây này năm nay mới bói. Vâng. Để xem phải hồng Tết không ạ? Nếu hồng Tết thì cây này quá giá trị thôi. Còn nếu mà nó mà hồng tháng 8 thì này. À. Đấy, em cho anh cây sung đây quý vị. Anh nói thật nhá, cây sung này lần này em quay là nó không chưa quả đây này. Quả nó sai chữ này em này. Vâng. Cây này là anh vừa bật lá nó bắt đầu đang ra bắn quả này. Không biết còn quả nào. Nói chung là về quả thì anh cứ đảm bảo cho khách không là được. Đảm bảo quả. Vâng, nên là khách không phải lo lắng về riêng về quả, bởi vì là anh vườn của Mạnh Cường đây là chuyên về ấy rồi, chuyên về hàng cây ăn trái rồi. Đây, cây này đang còn rất nhiều quả đây. Giao lưu với khách mà không có quả thì chắc chắn là một là sẽ rất buồn, hai là không thể nào mà đấy. Thích không? Chấp nhận được rồi. Đây là đó. Cái bể đắp tay em. Bể hay phết đây chứ. Bể này bây giờ mua phải tầm 14 15 triệu rồi. Về hay đấy. Đấy. To, đẹp. Cái sung đẹp không? Vâng. Sung này sung nếp hay sung tẻ anh Cường? Anh cũng không biết nếp tẻ nó sai lắm. Quả đây này. Úi dồi nó sai quả to phết đấy. Nó cứ ra cái cành này hết. Vâng. To nhỉ? Anh đo cái hoành ở dưới em xem cái này nó hoành nó bao nhiêu. Chỗ to ấy cứ đấy. Đấy ngang như đấy xem nào. To thế. 1,5 m. 150. Mấy chục anh? Đây bay ra 4 mét. Thế mà cái này giao lưu. Đây này nhá. Cũng phải nói luôn bởi vì cái bể này nó bể mười mấy chứ mười anh mua 12 triệu rồi. Đây nhá, bể nói về bể thì phải quay mặt này cho quý vị, vì lúc nãy mặt kia là quý vị không nhìn thấy cái đấy. Đây ạ, mặt trước là đôi song long trầu nguyệt này. Đây là bể đắp tay. Vâng. Đấy. Bể này bây giờ là anh mua cũ là 12 triệu. À. Đấy. À, cây sung thì cây này có 28 triệu. À. Tổng 40 triệu.
Nếu mà ai mà lấy cây sung này không lấy chậu là 28 triệu. 28. Em ạ. Vâng. 28 triệu cây sung này thì anh nói với em là nếu mà đi đánh ở bờ ao về mà để vận chuyển về ép chục triệu. Vận chuyển. Không, câu chuyện không phải hai đâu. Vâng. Đấy. Cứ vận chuyển một cái bờ ao kia mà không có gì nhá, chỉ cái ba lăng ra nhá. 4 năm ông thợ mất vài ngày cho ra nhá. Đúng không? Về là trồng sống, về tạo tác nhá. Đấy, một câu chuyện là câu chuyện nói vui thôi. Nhưng chưa nói là đợi cây trên chậu nữa đúng không anh? Đấy. À. Mà lại trên chậu này 6-7 năm rồi. 28 triệu cây này với 12 triệu, tổng số 40 triệu tác phẩm này. Ok anh. Quý vị cứ liên hệ anh Cường. Đấy. À, tiếp theo em cho anh cây này. Cái này cái gì lạ thì anh nhìn như cây đa ấy. Đúng đa không anh? Đa. Búp đỏ đỏ đây. Không phải. Thế nó là cái gì anh? Lá chả giống hệt lá đa đây gì nữa. Không. Đây quả đây em này. Thế đây là cây quả như quả sung ấy. Anh nói thật với em nha. Cây này mà người ta đưa cho anh một bức ảnh mà quả chi chít là quả sung. Anh không tin. Anh bảo hay là người ta ghép. Người ta bán cho anh mà. Vâng. Thế bây giờ ra quả đúng rồi. Người ta nói thật. Mình cũng phải nói là đến bây giờ mình mới tin. Vâng. Nhưng mà nhìn nhà vườn Mạnh Cường mà báo cây này nhiều quả đến 2 năm người ta chả tin nhà vườn Mạnh Cường đâu. Nhìn như là đa thật đấy anh ạ. Cây này không phải đa. Thế ạ. Cây này anh mua ngoài Bắc nhưng mà người ta là vận chuyển từ miền Nam ra chơi nhà người ta lâu năm lắm rồi. Tức là sau này quả nó sai như kiểu dạng quả xanh đấy gì anh? Chi chít cả cây luôn. Cả thân cơ á? Cả thân luôn. Ai dạ. Kinh nhỉ. Đấy, không còn có cái ảnh đây này. Thế mà lại không biết là cây gì à? Anh không biết là cây gì à? Đây búp đỏ này. Hình hay là gọi là đa núi anh. Đa kiểu anh đa, sợ thế thật. Đa Thanh Hóa ấy. Không. Đa ở Thanh Hóa em thấy giữa có một bác gọi là đa gì. Nhìn lá giống hệt lá đa. À đa gọi là đa núi đá. Em ơi quả nó sai nhé. Hôm trước nhà ông bấu tư đây nó lên. Nhưng mà hôm qua anh điện cho ông bảo thế ra quả đơn này là ra lại rồi. Đơn này là cháu sẽ thành công đấy. Nhưng mà cây này nó phải ưa nước. Anh sẽ làm một cái tiểu cảnh cho nước vào. Ngày xưa là chú ưa nước. Đấy, đẹp quá em ạ. Búp xích không? Đấy thì em bảo búp nó cũng đỏ. Đây, bệ nó còn quại. Đây, vành chỗ này nhé. 12, 3, 40. 45 em. Vâng. Chiều cao cái này là được 90. Bán giá 90. Đẹp lắm. Đây này. Đấy anh mua nhà ông ấy về mà anh xây dựng cái tử này đéo. Cái cả trước là chưa có đúng không anh? Chưa có em. Anh nuôi. Trước là có nhưng mà ông ấy cắt bỏ. À. Anh nuôi đấy. Năm trời mới được cái này. Cây nó nhanh kìa. Thích không? Trời cái búp này đẹp này nhỉ? Em thấy búp này đấy. Nó đỏ đỏ đỏ. Như búp đa này gì nữa. Cái này anh giao lưu giá 14 triệu. À, 14 triệu. Cũng chưa biết là cây gì đâu. Chỉ biết cây rất nhiều quả. Vâng. Cho anh cái cây này. Này đúng là kiểm tra nó mới thấy đẹp. Đấy bonsai đây. Đấy. Em ạ, kiểm tra nó mới biết là nó đẹp. Thích không? Trời ơi. Hàng để dãy nắng nó ra hoa kinh thật. Hàng bonsai đấy. Đây là hoa giấy Mỹ nha quý vị nhá, giấy Mỹ nguyên bản đấy. Nguyên bản luôn. Vâng. Không chấp ghép đâu. Cái giấy Mỹ. Thích quá này. Này nó không vống lên à hay là anh lại cắt? Lên anh lại cắt. À, lên lại cắt đúng không anh? Nhìn hoa này dày đặc này. À. Úi giời dày đặc. Này. Giấy Mỹ này nó không có nhiều gai như giấy kia anh nhỉ? Không, không nhiều gai như giấy kia. Đẹp không em? Vâng. Thích không? Cây này cao bao nhiêu được? 40. Làm gì? 12, 13, 14, hơn 40 đấy. À. Mình tính lên đây phải 45 đấy. Hoành. Bốn bảy. Tác phẩm này 5 triệu đẹp. Cứ này bê về chơi. Cứ việc chơi thôi. À. 5 triệu. Đây em cho anh cây này. Đây cây mai hồng ngọc, hồng ngọc mai. Cây mai hồng ngọc thôi để anh chơi. À. Đây của để dành đấy. Của để dành, dành anh. Thế cả hoa này, hoa này. À. Đấy, đang phun nhiều hoa, úi giời lắm hoa quá này. Này, hoa này. Mỗi đầu ngọn này là nó sẽ lên một bông.
Vấn đề mình cây này anh giao lưu giá 3 triệu được mình. À, có cắt đi không? Cây này thì nó là cây rất là già. Bộ bệ này, cụm bệ này. Mặt này ôm cái viên đá thấm thủy. Ba triệu. Úi dồi ôi, cây hoa sứ anh. Hoa sứ nhà nàng đấy. Nhiều ấy thế, nhiều hoa thế. Đây, cây này càng trụi lá càng ra nhiều hoa. Gốc của to ghê không ạ? Vâng. To và nó nặng. Cây này hoa sứ đại luôn đấy. Cây này nó cao 1,5 mét. Tàn 2 mét. Đây, thành cổ này. Còn cây này nặng thật. Này anh phải chống xào sắt lên để cho tránh vậy. 12, 13, 14, 15, 45 em. Vâng. Nhưng cái thân này 45. Đấy, cây này này khách hàng mà yêu quý đánh giá, bán giá rất yêu thương. Lại giá rất yêu thương. Giá cực kỳ yêu thương. Yêu thương là bao nhiêu anh? Cây này anh nói với Mạnh nhá. Anh mua về đến đây là 20 triệu. À. Anh chơi bao năm nay trong cái nhà cổ rồi. Cây được khách nào yêu thích anh bán 14 triệu. Đấy, chấp nhận không lỗ. Mang cả nhá. À. Nếu mang cả anh không bán cái này 14 triệu. Đấy. Em thấy cây hoa sứ này không phải là một cây mà dễ tìm đâu. Nó to mức độ này. Đấy. Quá to anh ạ. Cây này lâu năm lắm, thuần chậu. Ôi, nó thuần chậu lắm rồi em. Đấy, 14 triệu. À, cây này ngày bác trước nào? Là anh mua là cái nhà cổ của anh là không già thích, nhưng bây giờ nó anh lại cho đôi nhỏ nhỏ hơn này. Vâng. Đây có cây khác thay vào rồi nên anh ấy cho ra đây. 14 triệu em ở cây hoa sứ này thì ok anh. Ok. Thôi thế thôi em ạ. Vâng.